đi xa thì chúng phát hiện cái lồng kia dính rồi nha mọi người. Nhỏ xíu à. Ơ, nó xảy ra luôn rồi. Mới đặt và dính liền luôn. Ủa kỳ vậy ta, cái hang này chà bá luôn mà. Cái lỗ, quá trời cái lỗ luôn mà sao không dông có chút xíu vậy. Được con nha mọi người. Xuất cái đuôi luôn à. Dẫu cái đuôi đâu. À cái đuôi kia. Dính thêm con nữa nha mọi người. Ủa, xuất cái đuôi luôn rồi. Vô nằm. Cái đuôi nó còn ngoài đây nè. Con này cũng nhỏ. Khu bên đây, toàn bộ bên đây là dông nhỏ nhỏ không. Cho nên giờ chắc có lẽ là chúng sẽ ra lại phía ngoài hồi sáng. Giờ sẽ bỏ vô bao. Đây là bạn bạn đồng hành đi bẫy dông với Trung ngày hôm nay nè. Hồi năm ngoái thì Trung đi có một mình nè. À. Năm nay là đi có một bạn nữa. Đi từ sáng giờ bẫy bơ phờ rồi. Phơi nắng chịu không nổi rồi. Nói thiệt chứ mọi người chứ. Đó như mọi người thấy không? Nắng chói chang luôn. Nhưng mà nhờ có tán cây như vậy nè. Nhưng mà vô trong đây nó hóc khó chịu lắm. Hóc nắng á. Nếu mà anh em nào mà yếu yếu nắng là vô trong đây là coi như xỉu có luôn. Nắng lắm mọi người. Bẫy dông thì phải phơi nắng. Mà con dông thì nó canh trời nắng nó mới lên trên hang để nó phơi nắng luôn. Đó. Giờ chúng sẽ đi đặt số 7 và Trung thăm và Trung quay cho mọi người xem nha. Phơi nắng cả ngày. Mắt chữ O mồm chữ A luôn. Ô. Dính được con rồi bạn ơi. Đây được con rồi mọi người. Con này cũng to á. Chiến lợi phẩm. Dông cát. Bỏ một bao luôn ấy. Tới chỗ xe á, lấy bỏ một bao luôn. Lòng này nãy giờ nó không lên ta. Đây có con nãy chúng thấy nó chạy xuống to. Đó mọi người nhìn nè. Bầu trời trong xanh nắng khỏi nói luôn. Do điện thoại nó có HDR, nó khử HDR nên nó nhìn không nhìn thấy nắng. Chỉ nắng thôi chứ. Thì ủa còn đâu một cái lồng nữa. Đằng kia hả? Đây có một hang nè, nhỏ xíu à. Nè mọi người. Hang chút xíu à. Thì chung bẫy từ sáng đến giờ là giờ này tầm khoảng 3 giờ nên dông nó ít lên mọi người. Nên chắc có lẽ là anh em sẽ cuốn gói đi về. Đây là cái bao bẫy nè mọi người. Hôm nay chung bẫy chỉ có 5 cái, 5 lồng. Còn đây là thành quả nguyên cả ngày hôm nay. Nói vậy trong bao nhiêu mọi người. Hơn cả ký á. Ký nó thì tầm 50 mấy con, lớn nhỏ. Nếu mà nhỏ nhiều quá thì ký ở tầm cỡ 6 mấy con, còn không mà lớn lớn cỡ 2 ngón, 3 ngón thì tầm cỡ 4 mấy con ký á. Thì thôi Trung cũng cảm ơn các mọi người đã xem video của Trung từ này đến giờ nha. Nếu mọi người yêu mến Trung thì ủng hộ Trung xin một like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người luôn nha.